Sớm chưa nửa đường, con chma chmang chmai. Miết mê chma sầm bol bay mũi, cát ban con đo tới chùm nôn pram mũi. Khnông chùm nóm con chma tiền pram mũi nốt. Miên con chma pram sắp tay sầm bol khmau, pro cát tổ rộ ba rộ bỏ vỉa. Bần ta đòi lại tới con chma mũi bầu kế, đại miên sầm bol bay cắt đôi mê rộ bỏ vỉa. Mê chma sở lãnh con chma sầm bol bay chương kế, mộ bì vỉa miên bò sát ná, hai chứ con bầu thiệt. Chấm nay bộ cậu mà tôi đại chứa con mà chạp tế. Nôm khả nha sẵn lãnh con chma sầm bol bay tầng ớ. Bộ kê đánh đam khả nha bay bộ thả nôm con chma sầm bol bay. Nôm đa lên như rõ thằng ngày. Bà con chma bong bong đem biên sầm bol khả màu vĩnh. Bộ cậu mà tầng nốt bên rô vô chứa mùi tề. Con chma sầm bol bay bị bàn mê sẵn lãnh. Bộ bong ai lật thao thả nôm. Nâng bàn con mà chạp tiết sở lãnh cực nha. Các cơ chả rách chmang chmai. Vì mình đồ bôn lên chú mùi bong bong về thế. Sự bày tập bệ đấy. Cậu việc đấy bài mục chanh bì kê. Thơ đôi chứ khắp bơ mở rõ ám bong bong về. Đem biên sâm bờ khám màu nút khẳng nà. Thằng ngày mùi. Con chma sâm bờ bay đà lên tay mình ánh. Tớ đã xuân mục tiết. Việc hơi mê môn còn bông bàn đà con mùi phốn. Rìa con chma sầm bol bay cho bằng hai nhà riêng bằng ốt mì mòn rồi số mì mòn thà. Mình sẽ lãnh khá nhóm tế. Khá nhóm cho con chma sầm bol bay na. Mì mòn thơ croc croc hào con bía. Rồi đinh con chma sầm bol bay. À con chma chùm cốt thôi cho nhỏ cho ngay phát liêm tớ. Con chma sầm bol bay phấy có rất chanh tớ giang lươn. Con chma đa mà đo rộ bóng bà tía. Khênh con chụp môi cầm bông chmục đấy về xua thà. Hế, anh chưa nạ ná. Con chụp tạo bình, nhóm chưa con chụp. Cháu anh chưa nạ ná. Con chma trả lại, nhóm chưa con chma sầm bò bay. Đây là bay là ba anh tham biên rụp sát lực kỳ nụ ná. Hết tay ban chị anh mình sọc nhóm. Con chụp tạo liềm. Ô, anh là bay thật sát lực kỳ rứ. Bạn ta bắt tâm khi nhóm mơ tổ anh khả miền phạch vì con chma đặt tay sao. Con chma khăn nâng con chú rút gọi điêu con chú rút thả. Anh chứa con chú rút cầm chân khôn của kịch hay là ngôn ná. Bởi anh bắn qua là vậy để xa át là vậy để cỡ. Sau đây bắn thóc bằng áp con chú rút rút vì cơ rút vấn chanh tổ cào bà tè. Cơ rộn tài chanh phát rộ bóng bà tè bàn bằng tách. Sắp tới chma sầm bol bay bàn chụp chiếc cài mũi vàng thòng. Chiếc cài khơi chma sầm bol bay co cửa hấm rồi tụt một prong khám cửa nhảy. Con chma phai khăng na rút lăng đam chờ mũi cái bài nốt. Chiếc cài lốt cẩn trang bị cầm mình chop. Con chma phai tới bật bờ lửng với khom bờ va lăng đam chờ căn tại cổ tử. Đại đánh con chma màn toàn, viết cái chỗ nơi xung cốc chăm bị cọm đàm chờ nốt. Ở bây giang dù mình khuyên con chma chọc mộ vĩnh, chắc cá khá liên bay cất đai chanh tử. Con chma lộp chăm mời chắc cá màn toàn hiền chốc bị lỡ đàm chờ mộ vĩnh tỷ. Bên khuyên chắc cá tổ chức ngày hai, con chma có rộ con lên chọc mộ vĩnh, bần ta đầy xa về lăng cấp bộ hộp bếch. Vì cho một bên mình rồi, dục ngồi ngực tàu hải, con chma khá liên bao phong, rồi nghe nhô nhẹ phong, vì sẽ lại dùng ngao ngao rộ mê với ở chùi. Mấy chma lưu xâm lên con sẽ có rốt mở rộ con, hai bàn bạp con ở lột cho mọc, tại con chma mình hiến lột xa. Con chma dùng căn tài khẳng, mấy chma rốt chlê chlá đôi cái đầy phai bởi, tay mình đang chui côn dạng mạch bàn. Mà chạp tia khơi nổi chân nó. Cả lăng tự lỡ đam chơ dỗ con chma cho mọc bà cô lời mê chma vĩnh. Mê chma tươi on á. Tháp côn lời cả đây ảnh nát. Châm nay con chma vĩnh. Cả thấp bó chô khăn rung vông đai mê vía. Đời cả đây rỉ rỉ dạng khăn.
chạp tăng bị thằng ngày nổ mốc. Con chma xâm bó bay lên đời chẳng ngày bị bóng phá ồn vì hai. Vì nơi bà lại lên cho mỗi bóng phá ồn vì đói xa bay rì rì. Con chma xâm bó bay lên sắp bóng phá ồn vì nâng lên chmong chmai rồi hột.